tên nhóm là We Can, tại vì chữ We là chúng tôi, Can là có thể. Ở đây một mình, một cá nhân tôi không thể nào mà chúng ta có thể là chia sẻ được rộng lớn. Do đó không phải là tôi mà là tất cả chúng tôi. Chữ We ở đây có nghĩa là tất cả các bạn, thì mỗi người cùng nhau mình gắn lao, mình chia sẻ. Giống như một cái chia sẻ, nếu chúng ta được tập hợp thì đó sẽ là một cái niềm vui lớn, một cái gọi là những cái phần quà lớn để dành cho cộng đồng này. Nhóm thiện nguyện We Can được thành lập từ năm 2017 với mục tiêu tập trung hỗ trợ cho đối tượng học sinh có hoàn cảnh khó khăn bằng các hoạt động thiết thực. Những ngày đầu mới thành lập, We Can chưa đến 10 thành viên, nhưng nay số lượng của nhóm đã hơn 30 người. Trong hành trình thiện nguyện, nhóm We Can không đơn độc khi có sự chung tay của những tấm lòng hảo tâm gần xa do các thành viên kết nối. Đồng thời, nhóm còn chủ động tổ chức các hoạt động gây quỹ như bán hoa tươi, bánh trung thu vào các dịp lễ hội, tổ chức thu nhặt ve chai vào dịp cuối tuần để có thêm kinh phí cho các chương trình thiện nguyện. Tất cả được nhóm bạn trẻ tính toán khoa học để công việc thông suốt. Mình đã tham gia với We Can là được 4 năm rồi, từ năm nhất đại học đến giờ. Thì cái lý do mà mình tham gia We Can á, thì đây là một cái chương trình nó ý nghĩa. Mình có thể giúp được những hoàn cảnh khó khăn từ những hoạt động gây quỹ của mình. Mình cảm thấy bản thân mình được may mắn hơn nhiều người. Và mình cảm thấy bản thân mình còn trẻ, còn nhiệt huyết, thì mình sẽ làm nhiều thứ để cống hiến cho xã hội hơn. Nằm trong chuỗi chương trình thiện nguyện của We Can với tên gọi Niềm Vui Cho Em, nhóm trao tặng gần 170 phần quà, gồm bánh kẹo, sách vở, ba lô cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở trường tiểu học Bông Trang, xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc. Góp phần vào hành trang cho các em chuẩn bị vào năm học mới, tạo niềm vui và động lực để các em học tập tốt hơn. Tính từ đầu năm 2023 đến nay, nhóm We Can đã tổ chức được 3 chương trình thiện nguyện, gồm 2 chương trình trong tỉnh và 1 chương trình tại tỉnh Bình Thuận với số tiền hơn 30 triệu đồng. Nhóm We Can không chỉ thực hiện các chương trình thiện nguyện trong địa bàn Bà Rịa Vũng Tàu mình, mà bên cạnh đó thì nhóm cũng sẽ thực hiện các chương trình thiện nguyện ở tỉnh khác như là Bình Thuận, Lâm Đồng. Thì giờ đến sắp tới là nhóm nhân dịp Tết Trung Thu thì nhóm sẽ về tỉnh Bình Phước, sẽ thực hiện cái tổ chức cái chương trình trao quà hỗ trợ cho các em có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức một số hoạt động vui chơi cho các em ở đó. Chúng tôi rất vui được đón các bạn ở trong nhóm We Can cũng như các bạn ở trường Đại học Dầu Khí và một số các bạn ở các đoàn thanh niên cùng tập trung về đây tổ chức cho các em những cái trò chơi cũng như là có những phần quà. Mặc dù những món quà này nó rất là nhỏ nhưng đó là những cái nguồn động viên tinh thần cho các em học sinh cũng như là nhà trường cũng như là quý phụ huynh của trường Bông Trang. Cứ thầm lặng và cần mẫn trong từng hoạt động, mỗi bạn trẻ trong nhóm thiện nguyện We Can cứ thầm lặng trao đi những yêu thương đến các em nhỏ. Mong rằng không chỉ We Can mà mỗi chúng ta sẽ tiếp tục lan tỏa thông điệp yêu thương này, giúp mỗi em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đều được tiếp sức để hành trình đến trường của các em không phải gặp ghềnh hay gian dở.